nhà lưới do Xu Nông thi công. Đây, đã được gần 2 năm. Người dân đang trồng cải xạ. Cải này xạ được 20 ngày tuổi rồi. Đây là nhà lưới giá rẻ. Cột và cáp neo. Sau gần 2 năm thì lưới vẫn bình thường, chỉ hơi đổi màu thôi. Nhiệt độ trong đây rất là mát. Rau xà rất là đẹp. Dùng hệ thống bếp tưới tự động luôn. Nhà lưới này ở Gò Công ha các bạn. Đất cát pha trồng rất là ngon. Và hiện họ đang triển khai thi công thêm một căn đối diện nữa. Căn bên kia có diện tích cỡ hơn 2.000. Họ chuẩn bị để trồng và xạ rau tiếp. Nhà lưới cái ống cáp neo này rất là chắc chắn. Nó có thể chịu được gió cấp bão cấp 9 rất là tốt.